Với 24 năm kinh nghiệm của mình ở vai trò cấp quản lý cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia và mới với hơn 10 năm kinh nghiệm với vai trò là một chủ doanh nghiệp, là một trainer, là một nhà đào tạo, tôi thiết kế cái chương trình lãnh đạo tại kết quả này với những giá trị vô cùng thực chiến. Và bạn sẽ học được điều gì, bạn sẽ nhận được giá trị gì từ cái chương trình này? Cái thứ nhất các bạn, bạn sẽ nhận ra là ba sai lầm nghiêm trọng khiến cho doanh nghiệp và đội nhóm của bạn thất bại. Bạn sẽ học được ba mảnh ghép để giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo đích thực. Và giá trị thứ ba là gì? Bạn sẽ thấy được năm vai trò quan trọng mà bất kỳ một người lãnh đạo nào cũng phải có và phải thực hiện trong công việc của mình. Giá trị thứ tư bạn học được là ba loại sức mạnh. Đâu là ba loại sức mạnh để bạn dẫn dắt một đội nhóm vô địch? Thứ năm là bạn nắm được, hiểu được, vận hành được 8 yếu tố cực kỳ quan trọng để doanh nghiệp và hệ thống kinh doanh của bạn tăng trưởng một cách bền vững. Giá trị số 6, bạn học được và bạn vận dụng được thuần thục công thức tạo ra doanh thu đột phá. Thứ 7, bạn xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Và thứ 8, trở thành một nhà lãnh đạo tài ba bằng nghệ thuật coaching. Và tất cả những giá trị này các bạn, nó đã được đúc kết, nó đã được biên soạn để phù hợp với thực tế, để phù hợp với tình hình hiện tại. Và chương trình này là chương trình thứ 7 đã được diễn ra. 6 chương trình qua, tôi đón hàng ngàn chủ doanh nghiệp và cùng với những nhà lãnh đạo hệ thống kinh doanh họ có mặt. Và tôi cũng tin tưởng tuyệt đối rằng là nó sẽ giúp cho bạn thay đổi cục diện và tăng tốc về đích. Có thể bạn nói với tôi rằng là bạn đang bận, đừng bận nữa mà. Bởi vì như thế bạn vẫn không thể thoát được sự lo ngại. Có thể rằng là bạn do dự nên hay không nên tham dự chương trình này. Bởi vì có thể sắp tới bạn đang có một cái kế hoạch nào đó, nhưng đừng do dự mà. Bởi vì nếu vậy bạn sẽ mất rất nhiều bài học đầy giá trị mà chương trình mang lại cho bạn. Cái điều duy nhất bạn nên làm ở ngay lúc này đây là hãy quyết định có mặt tại chương trình, và rồi những điều tuyệt vời nó sẽ đến với bạn. Hãy click vào đường link bên dưới để đăng ký và hẹn gặp bạn tại chương trình Lãnh đạo tạo kết quả.